30 phút của chương trình Khỏe để ăn viên số đầu tiên trôi qua thật nhanh. Hy vọng qua chương trình vừa rồi, chúng tôi đã mang đến cho quý vị và các bạn những phút giây trải nghiệm thật hữu ích và thoải mái. Chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Hành trình khám phá là những trải nghiệm đầy thú vị kênh truyền hình An Viên muốn dành tặng khán giả. Qua chương trình, quý khán giả sẽ có dịp ngao du khắp mảnh đất hình chữ S. Từ non cao hùng vĩ đến đồng bằng phù sa, rồi biển rộng bao la. Tận hưởng phong cảnh thiên nhiên, đắm say trong sắc màu của văn hóa mỗi vùng miền, chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh đặc sắc và gặp gỡ những con người hiền hòa, mến khách. Đón xem Hành trình khám phá 18:30 thứ 2, 4, 6 trên truyền hình An Viên.